thì sao? Bên là anh hay dữ ha. Được rồi, để chị bóp lên mạng xem là ai sai ai đúng. Chào em, cho chị lấy phòng của trước đi em. Dạ, hệ thống Lan xin chào ạ. Cho em xin tên của chị với ạ. Lan em. Dạ, chị Lan ơi, em có thể mình đặt phòng hôm nay. Nhưng mà hiện tại là 6 giờ tối. Bên em đã cố gắng liên lạc cho chị rất là nhiều lần để kiểm tra xem chị có nhận phòng hay không. Nhưng mà liên lạc mãi cho chị không được. Nên bên em đã hủy đặt phòng của mình để dùng phòng đó cho khách khác. Em xin lỗi, chị không để thêm nha. Ủa thế giờ sao? Em có chị đi du lịch ngoài đường hả? Dạ, nhưng theo quy định bên em, nếu khách muốn check-in muộn thì sẽ phải báo trước để các bạn nhân viên nắm lịch thì mới được những phòng cho khách. Để phòng trường hợp có nhiều khách đặt mà không tới á chị. Ừ, nhưng chị không để ý điện thoại, mà chị mới check-in muộn có một tí. À mà, em nói là bên em để phòng của chị cho khách khác mà sao? Dạ chị ơi, bọn em cũng đợi chị 3-4 tiếng rồi đó ạ. Thì sao? Bên em là ăn hay dữ ha. Được rồi, để chị post lên mạng xem là ai sai ai đúng. Dạ chị ơi, đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn, chị đứng tim chết lặng.